Điều học thứ năm 289 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành A-La-Vi, Nơi tháp thờ Aga La phát Vào lúc bấy giờ Các cư sĩ thường đi đến tu viện Để nghe Pháp Khi Pháp đã được giảng Các tỳ khu trưởng lão đi về trú xá của các vị Các tỳ khu mới tu Cùng với các cư sĩ nằm ngủ Ngay tại nơi ấy ở phòng phục vụ Các vị bị thất niệm Không tỉnh giác lõa thể mớ ngủ ngáy ngủ các cư sĩ phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các ngài đại đức lại nằm ngủ bị thất niệm không tỉnh giác lõa thể mớ ngủ ngáy ngủ các tỳ khưu đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu lại nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên? sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên có đúng không vậy? bạch thế tôn đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại nằm chung chủ ngủ với người chưa tu lên bậc trên vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu nào nằm chung chủ ngụ với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội ưng đối trị và điều học này đã được đức thế tôn quy định cho các tỳ khưu như thế 290 sau đó khi đã ngự tại thành alavi theo như ý thích đức thế tôn đã ra đi du hành về phía thành cô -sám bi, trong khi tuần tự du hành Ngài đã ngự đến thành Cố Tại nơi đó, trong thành Cố Bi, Đức Thế Tôn ngự ở tu viện Badakrika. Các tỳ khưu đã nói với Đại Đức La Hầu La điều này. Này để La Hầu La, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định là không được nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên. Này để La Hầu La, hãy tìm chỗ ngủ khi ấy trong khi không có được chỗ ngủ đại đức la hầu la đã nằm ngủ ở nhà tiêu sau đó vào canh cuối của đêm đức thế tôn sau khi thức dậy đã đi đến nhà tiêu sau khi đi đến đã tặng hắn đại đức la hầu la cũng đã tặng hắn lại ai đâu vậy bạch thế tôn con là la hầu la này la hầu la sao con lại nằm ở đây khi ấy Đại Đức La Hậu La đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại từ bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, ta cho phép nằm chung chủ ngụ với người chưa tu lên bậc trên hai hoặc ba đêm. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vì tỳ khưu nào nằm chung chủ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai ba đêm thì phạm tội ưng đối trị. 291. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? tỳ khưu vị đi khất thực là tỳ khưu vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu là tỳ khưu do sự thừa nhận là tỳ khưu do tự mình xác nhận là tỳ khưu khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu hãy đi đến vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu vị hiền thiện là tỳ khưu vị có thực chất là tỳ khưu vị thánh hữu học là tỳ khưu vị thánh vô học là tỳ khưu vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì là tỳ khưu ở đây vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra thì khưu các người còn lại gọi là người chưa tu lên bậc trên quá hai ba đêm nghĩa là hơn hai hoặc ba đêm với nghĩa là cùng chung chỗ ngủ nghĩa là đã được lợp kính toàn bộ đã được che kính xung quanh toàn bộ đã được lợp kính phần lớn đã được che kính xung quanh phần lớn nằm chung chỗ ngủ nghĩa là vào ngày thứ tư lúc mặt trời lặn khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm vì tỳ khâu nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị khi vị tỳ khâu đang nằm người chưa tu lên bậc trên nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị sau khi đứng dậy rồi cả hai lại nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị 292 Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên vị nằm chung chỗ ngủ quá hai ba đêm thì phạm tội ưng đối trị người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi vị nằm chung chỗ ngủ quá hai ba đêm thì phạm tội ưng đối trị người chưa tu lên bậc trên lòng tưởng là đã tu lên bậc trên vị nằm chung chỗ ngủ quá hai ba đêm thì phạm tội ưng đối trị trong chỗ lợp kính một nửa che kính xung quanh một nửa thì phạm tội tác ác vị đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên phạm tội tác ác vị đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi phạm tội tác ác vị đã tu lên bậc trên nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội 293 vị ngủ hai ba đêm vị ngủ chưa đủ hai ba đêm sau khi ngủ hai đêm vào đêm thứ ba đi ra ngoài trước rạng đông rồi lại cư ngủ tiếp trong chỗ lập kính toàn bộ nhưng không che kính xung quanh toàn bộ trong chỗ che kính xung quanh toàn bộ nhưng không lập kính toàn bộ trong chỗ không được lập kính phần nhiều và không được che kính xung quanh phần nhiều khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm thì vị tỳ khâu ngồi khi vị tỳ khâu đang nằm thì người chưa tu lên bậc trên ngồi hoặc là cả hai đều ngồi vì bị điên vì vi phạm đầu tiên thì vô tội nhất điều học thứ năm Điều học thứ sáu 294 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu diện của ông cấp cô độc Vào lúc bấy giờ Đại Đức A Na Luật trong khi đang đi đến thành xá vệ trong xứ sở câu Tắc La nhằm lúc chiều tối đã ghé lại ngôi làng nọ Vào lúc bấy giờ ở trong ngôi làng ấy có nhà nghỉ trọ của người đàn bà nọ đã được sắp đặt khi ấy đại đức a na luật đã đi đến gặp người đàn bà ấy sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này này chị gái nếu cô không phiền lòng tôi có thể ngủ một đêm ở phước xá thưa ngài ngài có thể ngủ những khách lữ hành khác cũng đã đi đến gặp người đàn bà ấy sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này thưa bà nếu bà không phiền lòng chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá có ngài sa môn đã đến trước nếu vậy ấy cho phép các ông có thể trú lại khi ấy những thách lữ hành ấy đã đi đến gặp đại đức a na luật sau khi đến đã nói với đại đức a na luật điều này thưa ngài nếu ngài không phiền lòng chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá Này các đạo hữu hãy trú lại khi ấy người đàn bà ấy đã đem lòng say đắm do sự nhìn thấy đại đức a na luật sau đó người đàn bà ấy đã đi đến gặp đại đức a na luật sau khi đến đã nói với đại đức a na luật điều này thưa ngài bị quấy rầy bởi những người này ngài sẽ ngủ không được an lạc thưa ngài tốt thay tôi có thể sắp đặt cho ngài chiếc giường ở bên trong đại đức a na luật đã nhận lời bằng thái độ im lặng sau đó người đàn bà ấy đã sắp đặt chiếc giường của mình ở bên trong cho đại đức a na luật rồi khoác xiêm y và trang sức sức hương thơm rồi đi đến gặp đại đức a na luật sau khi đến đã nói với đại đức a na luật điều này thưa ngài ngài là đẹp dáng đáng nhìn khả ái và thiếp là đẹp dáng đáng nhìn khả ái thưa ngài tốt thay thiếp có thể là vợ của ngài khi được nói như thế đại đức a na luật đã im lặng đến lần thứ nhì người đàn bà ấy đã nói với đại đức a na luật điều này thưa ngài ngài là đẹp dáng đáng nhìn khả ái và thiếp là đẹp dáng đáng nhìn khả ái thưa ngài tốt thay thiếp có thể là vợ của ngài khi được nói như thế đại đức a na luật đã im lặng đến lần thứ ba người đàn bà ấy đã nói với đại đức a na luật điều này thưa ngài ngài là đẹp dáng đáng nhìn khả ái và thiếp là đẹp dáng đáng nhìn khả ái thưa ngài tốt thai ngài hãy chấp nhận thiếp đây và tất cả tài sản đến lần thứ ba đại đức a na luật đã im lặng sau đó người đàn bà ấy đã cởi ra tấm áo choàng và đi qua đi lại phía trước đại đức a na luật rồi đứng lại rồi ngồi xuống rồi nằm xuống khi ấy đại đức a na luật đã thu thúc các giác quan cũng không nhìn người đàn bà ấy và cũng không nói. Khi ấy, người đàn bà ấy nghĩ rằng Ngài thật là kỳ diệu, Ngài thật là phi thường. Nhiều người bỏ ra cả trăm cả ngàn gì ta. Thế mà khi được đích thân ta gian sinh, vị sa môn này lại không chịu chấp nhận ta đây và tất cả tài sản. Rồi đã quấn lại tấm áo choàng đê đầu ở hai chân của Đại Đức A-na-luật và đã nói với Đại Đức A-na-luật điều này thưa ngài tội lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con trở nên đần độn ngu si không có đạo đức nên con đã hành động như thế thưa ngài xin ngài đại đức ghi nhận sự sai trái trong tội lỗi ấy của con đây hầu để ngăn ngừa trong tương lai này chị gái đúng như vậy tội lỗi đã chiếm ngự lấy cô khiến cô trở nên đần độn ngu si không có đạo đức nên cô đã hành động như thế này chị gái chính từ việc đó cô đã thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp nay chúng tôi nhận biết điều ấy cho cô này chị gái chính điều này là sự tiến bộ trong giới luật của bậc thánh người nào sau khi thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai sau đó khi trải qua đêm ấy người đàn bà ấy đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn đại đức A Na Luật với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi đại đức A Na Luật đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, người đàn bà ấy đã ngồi xuống ở một bên. Đại đức A Na Luật đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức a na luật chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại người đàn bà ấy đã nói với đại đức a na luật điều này thưa ngài thật là tuyệt vời thưa ngài thật là tuyệt vời thưa ngài giống như người có thể lật ngửa vật đã được ướp lại mở ra vật đã bị che kín chỉ đường cho kẻ lạc lối đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng Tương tự như thế, Pháp đã được Ngài Đại Đức Ana Luật giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Thưa Ngài, con đây xin quy y Đức Thế Tôn ấy, giáo Pháp và hội chúng tỳ khưu. Xin Ngài Đại Đức chấp nhận con là nữ cư sĩ, đã được quy y kể từ ngày hôm nay cho đến trọn đời. Sau đó, Đại Đức Ana Luật đã đi đến thành xá vệ và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu các tỳ khưu ít tham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao đại đức a na luật lại nằm chung chỗ ngủ với người nữ sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức a na luật rằng này a na luật nghe nói ngươi nằm chung chủ ngụ với người nữ có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này a na luật vì sao ngươi lại nằm chung chủ ngụ với người nữ vậy này a na luật sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa của đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã của đức tin này a na luật hơn nữa Chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vì tỳ khưu nào nằm chung chủ ngụ với người nữ thì phạm tội ưng đối trị. 295 Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão trên mười năm tỳ khưu mới tu dưới năm năm hoặc trung niên trên năm năm vị ấy được gọi là vị nào tỳ khưu vị đi khất thực là tỳ khưu vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu là tỳ khưu do sự thừa nhận là tỳ khưu do tự mình xác nhận là tỳ khưu khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu hãy đi đến vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu vị hiền thiện là tỳ khưu vị có thực chất là tỳ khưu vị thánh hữu học là tỳ khưu vị thánh vô học là tỳ khưu vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng học nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì là tỳ khưu ở đây vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này người nữ nghĩa là nữ nhân loại không phải nữ già xoa không phải ma nữ không phải loài thú cái ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho đến bà lão với nghĩa là cùng chung chỗ ngủ nghĩa là đã được lập kính toàn bộ, đã được che kính xung quanh toàn bộ, đã được lập kính phần lớn, đã được che kính xung quanh phần lớn. Nằm chung chỗ ngủ, nghĩa là lúc mặt trời đã lặn, khi người nữ đang nằm, vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị. Khi vị tỳ khưu đang nằm, người nữ nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị, hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị. Sau khi đứng dậy, rồi cả hai lại nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị. 296 Người nữ nhận biết là người nữ, vị nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội ưng đối trị. Người nữ có sự hoài nghi, vị nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội ưng đối trị. Người nữ lầm tưởng không phải là người nữ, vị nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội ưng đối trị. Trong chỗ lợp kính một nửa, che kính xung quanh một nửa, phạm tội tác ác. Vị nằm chung chỗ ngủ với nữ dạ xoa, hoặc với ma nữ, hoặc với người vô canh, hoặc với thú cái, thì phạm tội tác ác. Không phải là người nữ, lầm tưởng là người nữ, phạm tội tác ác. Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ, thì vô tội. 297 trong chỗ lợp kính toàn bộ nhưng không che kính xung quanh toàn bộ trong chỗ che kính xung quanh toàn bộ nhưng không lợp kính toàn bộ trong chỗ không được lợp kính phần nhiều và không được che kính xung quanh phần nhiều trong khi người nữ đang nằm thì vị tỳ khưu ngồi trong khi vị tỳ khưu đang nằm thì người nữ ngồi hoặc cả hai đều ngồi vì bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội nhất điều học thứ sáu Điều học thứ bảy 298 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Thôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu diện của ông cấp cô độc Vào lúc bấy giờ Đại Đức U Đa Di là vị thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành xá vệ Khi ấy vào buổi sáng Đại Đức U Đa Di đã mặc y cầm y bát rồi đi đến gia đình nọ. Vào lúc bấy giờ, bà chủ nhà đang ngồi ở cửa lớn của căn nhà. Cô con dâu đang ngồi ở cửa phòng trong. Khi ấy, Đại Đức U Đa Di đã đi đến gặp bà chủ nhà. Sau khi đến đã thuyết pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà. Khi ấy, cô con dâu đã khởi ý điều này. Vị sa môn ấy là tình nhân của mẹ chồng hay là đang tán tỉnh sau đó khi đã thuyết pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà, Đại Đức U Đa đã đi đến gặp cô con dâu. Sau khi đến đã thuyết pháp thầm thì bên tai của cô con dâu, khi ấy bà chủ nhà đã khởi ý điều này. Vị sa môn ấy là tình nhân của con dâu hay là đang tán tỉnh? Sau đó khi đã thuyết pháp thầm thì bên tai của cô con dâu, Đại Đức U Đa đã ra đi khi ấy bà chủ nhà đã nói với cô con dâu điều này này con vì sa môn ấy đã nói gì với con vậy thưa mẹ vì ấy đã thuyết pháp cho con vậy đã nói gì với mẹ cũng đã thuyết pháp cho mẹ hai người nữ ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao đại đức ú đa chí lại thuyết pháp thầm thì bên tai của người nữ không lẽ pháp không nên được thuyết giảng công khai và minh bạch các tỳ khâu đã nghe được các người nữ ấy vàng nàng phê phán chê bai các tỳ khâu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao đại đức ưu đại di lại thuyết pháp đến người nữ sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng thì câu lại và đã hỏi đại đức u đa di rằng này u đa di nghe nói ngươi thuyết pháp đến người nữ có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này kẻ rồ dại vì sao ngươi lại thuyết pháp đến người nữ vậy này kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy vì tỳ khưu nào thuyết pháp đến người nữ thì phạm tội ưng đối trị và điều học này đã được đức thế tôn quy định cho các tỳ khưu như thế 299 vào lúc bấy giờ các nữ cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu đã nói điều này xin các ngài đại đức hãy thuyết pháp này các chị gái không được phép thuyết pháp đến người nữ xin các ngài đại đức hãy thuyết pháp năm sáu câu thôi có thể được phép học pháp chỉ với chừng ấy này các chị gái không được phép thuyết pháp đến người nữ rồi trong khi ngần ngại các vị đã không thuyết các nữ cư sĩ phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các ngài đại đức khi được chúng tôi thỉnh cầu lại không thuyết pháp các tỳ khưu đã nghe được các nữ cư sĩ ấy phàn nàn phê phán chê bai sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu ta cho phép thuyết pháp năm sáu câu đến người nữ. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vì tỳ khưu nào thuyết pháp đến người nữ hơn năm sáu câu thì phạm tội ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 300. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cho phép thuyết pháp năm sáu câu đến người nữ các vị ấy sau khi bảo người nam không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết pháp đến người nữ quá năm sáu câu các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư lại bảo người nam không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết pháp đến người nữ quá năm sáu câu sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi bảo người nam không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết pháp đến người nữ quá năm sáu câu có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại bảo người nam không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết pháp đến người nữ quá năm sáu câu vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy Vì tỳ khưu nào thuyết pháp đến người nữ hơn năm sáu câu ngoại trừ của người nam có trí suy xét thì phạm tội ưng đối trị 301 trăm vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão trên mười năm tỳ khưu mới tu dưới năm năm hoặc trung niên trên năm năm vị ấy được gọi là vị nào tỳ khưu vị đi khất thực là tỳ khưu vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu vị mặt y đã được cắt rời là tỳ khưu là tỳ khưu do sự thừa nhận là tỳ khưu do tự mình xác nhận là tỳ khưu khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu hãy đi đến vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu vị hiền thiện là tỳ khưu vị có thực chất là tỳ khưu vị thánh hữu học là tỳ khưu vị thánh vô học là tỳ khưu vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì là tỳ khưu ở đây vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này người nữ nghĩa là nữ nhân loại không phải nữ già xoa không phải ma nữ không phải loài thú cái có hiểu biết có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời nói xấu là dâm vật và không dâm vật hơn năm sáu câu nghĩa là vượt quá năm sáu câu pháp nghĩa là được giảng bởi đức phật được giảng bởi các vị thinh văn được giảng bởi các vị ẩn sĩ được giảng bởi chư thiên có liên quan đến mục đích có liên quan đến pháp bảo thuyết nghĩa là vị thuyết theo câu thì phạm tội ưng đối trị theo mỗi một câu vị thuyết theo từ thì phạm tội ưng đối trị theo mỗi một từ ngoại trừ có người nam có trí suy xét nghĩa là trừ ra có người nam có trí suy xét Người nam có trí suy xét, nghĩa là có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời nói xấu là dâm vật và không dâm vật. 302. Người nữ nhận biết là người nữ vị thuyết pháp hơn 5-6 câu thì phạm tội ưng đối trị, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ có sự hoài nghi vị thuyết pháp hơn 5-6 câu thì phạm tội ưng đối trị, ngoại trừ có người nam có trí suy xét người nữ lầm tưởng không phải là người nữ vị thuyết pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội ưng đối trị ngoại trừ có người nam có trí suy xét vị thuyết pháp hơn năm sáu câu đến nữ già dạ xoa hoặc ma nữ hoặc người vô căn hoặc loài thú có thân người nữ thì phạm tội tác ác ngoại trừ có người nam có trí suy xét không phải là người nữ lầm tưởng là người nữ phạm tội tác ác không phải là người nữ có sự hoài nghi phạm tội tác ác không phải là người nữ nhận biết không phải là người nữ thì vô tội 303 vị thuyết pháp hơn năm sáu câu có người nam có trí suy xét vị thuyết pháp chưa tới năm sáu câu vị sau khi đứng dậy ngồi xuống lại rồi thuyết pháp vị thuyết trong khi người nữ đứng dậy rồi ngồi xuống lại vị thuyết đến người nữ khác vị hỏi câu hỏi vị trả lời khi được hỏi câu hỏi người nữ lắng nghe vị đang thuyết vì lợi ích của người nam khác vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội dứt điều học thứ bảy